Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 2 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 13. Những đức ở trong chùa thấy có nhiều người già lớn tuổi như mới đây có mấy người con đưa một bà cụ 83 tuổi đến chùa. Từ ở chánh điện mà phải xuống nhà ăn thôi mà chân cẳng tuổi già mấy vị nhất không tưởng tượng được. Nó đau nhức dữ lắm thầy ơi, thầy giờ muốn vô đây ở tu mà từ chánh điện đi xuống nhà ăn mà khó như vậy, nên chắc về nhà ở. Vì thế khi mình nghe công đoạn này một cái, mỗi người chúng ta khi còn khỏe ngồi suy nghĩ, không lẽ mình đợi tới ngày đó quý vị? Có khi chúng ta cả đời mình lo những việc mà tổ sư nói rằng có khi nó không giải quyết được vấn đề cho cuộc đời. Có khi mình nói câu này nhiều người ta nói ủa lo gia đình mà không dính dáng gì. Nhưng mà vì coi cuối cùng 83 tuổi đến lúc bây giờ muốn tu không được. Rồi có những người tới tuổi già rồi vẫn cầm cọc giấy số để đi bán giấy số vì cuộc sống. Rồi một đời của người chúng ta đi qua vậy thấy cuối cùng chết đi không biết đi về đâu. Nên nhiều người á, mình còn khỏe gì mình có cơ hội mình tu được, nghe pháp được, niệm Phật được, lễ Phật được. Đây là cơ hội của mình để tạo cái mà mình cầm theo được. Nên tổ sư câu nói rằng con người cứ để già đi trong bận rộn, mấy ai mà buông xuống trước khi lìa đời. Cả những người ở trong ngôi Tam Bảo hoặc hàng Phật tử nghe được giảng mỗi ngày, ví dụ như có những người ở trong chùa, có khi họ ở trong chùa họ tu tập, họ làm công quả này kia, họ nghe giảng dạy mỗi ngày. Nhưng mà khi đụng chuyện mà nghe tin gia đình thế này cái kia cái là họ giật thịt. Những đức nói bản thân những người ở trong chùa mình, những người trẻ, nếu như mà cha mẹ của họ mà chịu vô chùa ở thì việc này là họ giang đôi tay họ đỡ liền. Nhưng mà ngặt là cha mẹ họ không chịu ở chùa, đâu chả phải là mình không chăm sóc cha mẹ đâu. Nếu như mà mình ở ngoài đời là mình làm cái chuyện của ngoài đời cho cha mẹ, nhưng mà đã vô chùa mình làm việc cho chúng sanh, mình phục vụ chúng sanh nhiệt tình hết mình. Như ở trong chùa mình từ những đức, bản thân những đức cực lực nhiệt tình phục vụ chúng sanh, trong chùa lo bao nhiêu chuyện rồi đi nấu ăn luôn. Nếu như người thân mình mà họ đủ duyên họ vô chùa tu thì mình giúp họ liền. Nhưng mà nếu họ ở ngoài đời mà mình chạy ra ngoài đời thì mình thua, mình tiêu. Có nghĩa là nhiều con người chúng ta dù học đạo nhưng mà bản thân mình không nhìn nhận được sâu sắc.
bản thân của mình còn lụm chụm ở trong biển nghiệp. Đừng nói chi là mình muốn nhảy xuống biển cứu người. Người ta chưa muốn thoát qua biển, người ta thích lụm chụm dưới biển. Mình thương họ nhất thời, mình nhào vô trong dưới biển đó. Giống như người ta té dưới giếng, mình tội nghiệp đâu có, mình nhảy xuống giếng, cuối cùng mình bị giam hãm ở dưới giếng mà chết cùng với họ. Nó có ý nghĩa gì không? Rồi suy nghĩ đi. Nên cái câu như Đức thường nói, chúng ta tạm thờ xa người thân mình để rồi mình giúp họ đời đời. Còn nếu như tạm thờ này mà không cố gắng thì làm sao giúp được người thân? Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc này còn là thái tử, ngài tạm thời xa hoàng cung, xa người thân. Khi ngài tu đạo, ngài chứng quả, nhân duyên đủ, thì nhớ đủ nhân duyên ấy, vì là Đức Phật không phải vừa thành Phật mà ngài tức tốc ngài chạy về hoàng cung, không phải đâu nghe quý vị. Mà ngài đi hóa độ những nơi nhân duyên trước. Rồi đến khi nhà vua Tịnh Phạn, ngài cho người đến khuyến thỉnh Đức Phật để trở về hoàng cung. Lúc đó Đức Phật mới quán cơ thấy đủ duyên, ngài mới trở về hoàng cung. Chứ không phải ngài vừa tu thành Phật xong ngài nhớ người thân quá ngài chạy về hoàng cung liền, không phải nghe quý vị. Việc này mình phải nhớ 100%. Nên mình được bước vào ngôi nhà Tam Bảo, mình tu tập mình phải hiểu cái nguyên lý. Cái ái nhiễm của người thân là nó chói buộc chúng ta, nó chói buộc chúng ta đời đời kiếp kiếp. Giống như nó bị chầm luân trong biển khổ, cứ mãi mê không thể nào thoát ra được. Nên mình là người nghe đạo biết tu, mình phải phấn chấn lên. Ví dụ như mình tu trong chùa, trong ngôi Tam Bảo, mình nghe người thân mình này kia, mình phải bình tĩnh. Mình nói trong cái cuộc đời này không biết bao nhiêu con người gặp bao nhiêu hoàn cảnh khổ. Giống như có một người này đến nói cho Như Đức nghe một câu chuyện. Mà gia đình này mà người mẹ này nếu không nghe những Đức giảng là có thể hai mẹ con kết liễu tự tử chết. Một gia đình sống với nhau rồi vợ chồng đụng chạm nhau sao đó, rồi ra tòa kiện cáo hay sao đó, rồi ở bên bên chồng cũng ghét cũng hận, nghĩa là muốn hại cái người làm mẹ này với đứa con. Thì cái người anh chồng thấy mẹ quá con coi, ông nhậu nhẹt xỉn say vào, rồi cuối cùng ông thấy người mẹ đi làm đi vắng ở nhà con nhỏ con gái 17-18 tuổi, ông vào ông hiếp đứa bé, xong đứa bé này nó bắn loạn, giống như nó sợ hãi bắn loạn điên cuồng. Rồi muốn kiện cáo thì cũng không được, làm cho nó u uất trong lòng, rồi nó nặng nề vô cùng. Mà họ bị tồi túng cái tâm họ đến mức mà giống như quá khổ. Thì điện thoại cho thầy Nhượng Quang, rồi nói chuyện, rồi nói Nhượng Quang kể như Đức nghe là khóc, cực kỳ khóc. Quý vị coi, Nhượng Đức từng chia sẻ một pháp đó rằng nếu như trong cõi đời này, nếu cái khổ nào của một người mà nói rằng tôi là người khổ nhất thì bị đi vào tiêu cực liền. Đã đến với cái cõi này, mỗi người đều có cái khổ khác nhau, mỗi người đều có một cái phương diện khổ khác nhau. Nếu như chúng ta có góc độ
thì chúng ta sẽ nhận thức được sâu sắc. Nếu như mười mấy năm nay những đức mà học Phật mà cứ về nhà đi vô, về nhà đi vào, đây đi tới đi lui, những đức cũng không tới đâu. Nên những đức ở một nơi ở trong ngôi Tam Bảo, những đức mới thấy ra, thì ra là chúng sanh ở cõi đời chúng ta khổ lắm. Còn mang thân này là còn nhiều cái khổ, đa dạng cái khổ, đủ thứ phương diện khổ đến với mình. Nên mỗi ngày mình càng nghe pháp để nó cởi mở tâm tư. Nhiều người mà ta khổ, người ta nói ta muốn tự tử chết nhiều lắm, vì nó cuồng chí, nó quẳng chí á, nó hết biết khóc đường nào luôn, buồn khổ đến mức mà nó đi vào bế tắc, nó không có còn cái lối thoát nữa quý vị. Nên mình bây giờ mình còn khỏe, mình còn nghe Phật pháp được, mình còn niệm Phật lễ Phật được, mình tu phước tu duyên được, mình cố gắng mình làm, chân thật cố gắng mà làm. Bữa nay 11 rồi, chúng ta còn có 6 ngày nữa là mình tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát. Quý vị, cái thời cuộc nhiều kiếp nạn, nếu như mà chúng ta chân thật đem Phật pháp mà giới thiệu, mà áp dụng được cho mọi người, mọi người mà tiếp nhận được Phật pháp, những đức nói cho quý vị nghe chứ, lợi ích lớn cho lắm, lợi ích rất là lớn. Như hôm qua chương trình mừng thọ của Hòa Thượng Viện Chủ mình, ngài nói chuyện, ngài nói rằng là năm nay sẽ xây đạo tràng 4. Mà đạo tràng 4 này xây thì cũng xây xích với đạo tràng 3. Cái lượng người ở cũng được cả ngàn người. Quý vị coi, tạo ra một cơn ngơ mà đủ duyên hình thành cho có người ta được ở. Cái này thật sự quá đáng quý vị à. Những đức nói, riêng những đức ở đây, những đức thấy rõ ràng. Như bên hộ pháp ở mỗi ngày 500 người, hơn 500 người xuyên suốt. Thứ bảy chủ nhật thì người ta về quá đông. Còn bên Đại Tùng Lâm bên đó thì từ ngoài cổng chùa Bảo Tháp, rồi ở trong đây nữa, thì ở tính ra cũng khoảng 800 người, hơn 800 người. Ở bên đạo tràng 3 bên đó, khoảng 750 người nữa. Thì quý vị coi, mỗi một điểm chùa thượng xây, những đức nói quá ý nghĩa. Bây giờ những đức nói cho quý vị nghe, bây giờ nếu mình xây một ngôi chùa thiệt là to lớn mà không ai ở trong đó tu, như Hòa Thượng này cũng nói, nếu không ai ở trong đó tu thì xây có ý nghĩa gì? Một cơ ngơ rộng lớn mình tạo ra, cuối cùng không có phương pháp tu gì, người ta không ai ở tu, vì ý nghĩa gì quý vị? Tại sao chùa mình xây lên cái là người ta ở đông liền? Vì nó có một tổ chức quý vị à. Và xin thưa quý vị, bản thân những đức cũng chân thật nhiệt tình hết mình nuôi người già. Cái nuôi người già không phải nói bằng cái miệng không đó quý vị à. Cho quý vị biết, nuôi con người cái chi phí mà mình phải lo dữ lắm. Dù biết rằng khắp nơi nơi ta cúng dường, nhưng quý vị phải chân thật dám làm kìa. Nếu như mà một con người mà không phát tâm, họ chỉ cần chi cái chi phí lo cho con người thôi, họ sẽ giật dây lại liền, giật liền. Hoặc là họ xây chùa hay gì một cái là họ sẽ giật cái cổ phần sống của đại chúng lại liền. Những đức xin thưa quý vị, cả cuộc đời của những đức phát tâm nuôi các cụ bằng cả tấm lòng mình. Từ khi là mình hết duyên hết phước, các cụ hết duyên hết phước thì chịu khổ thôi. Chứ những đức nói cả đời những đức nuôi con người là một cái tâm huyết, lo cho con người là một cái nhiệt tình, chứ không có bao giờ nói cái chuyện dù bây giờ Hòa Thượng xây lên đạo tràng 4 nữa, những đức cực lực nhiệt tình hết mình chung tay Hòa Thượng. Nhưng mà cuộc sống lo cho trong chùa, vẫn lo cho trong chùa, chương trình tổ chức tu tập cho quý Phật tử, tặng quà quý Phật tử vẫn làm. Từ khi những đức có tiền thì thôi, đây là chân thật 100% về cuộc đời những đức hiểu rồi. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Vì biết rằng
chùa mình nó lo không biết bao nhiêu chuyện mà nói. Nội mà bên đậu tràng ba thôi, mà tiền điện thôi mà 100 mấy chục triệu một tháng, chưa tính đại tùng lâm, chưa tính hộ pháp. Thì biết cái sự chi dùng cỡ nào chứ. Nhà 4 tầng, đi thang máy. Quy về một người đứng lo cho. Bởi vì biết rằng trong lòng nhà Đức rất là vui. Vui gì một kẻ vô danh tiểu tốt như mình mà bây giờ có thể lo cho người ta tu hành, làm việc ý nghĩa trong cuộc đời như vậy. Những Đức rất là mừng. Nếu như mình không gặp Phật pháp, bây giờ thì mình cũng vẫn là một thanh niên hư hỏng ăn nhậu bê tha. Nên những Đức mong những người đi cùng những Đức con đường này để làm việc này, quý vị phải có góc độ sâu sắc. Nếu như quý vị có một cái việc tình cảm gia đình cá nhân, quý vị sẽ không đi với con những Đức con đường này được đâu. Tại vì đi con đường này mình phải thật sự có cái góc độ cực kỳ sâu sắc, có một chí nguyện, có một tư tưởng cực kỳ mạnh mẽ. Đây là toàn làm việc vì chúng sanh. Nên khi xây đạo tràng 4 này, bản thân những Đức phải cực lực chia sẻ Phật pháp, động viên quý Phật tử. Vì cái việc làm này là việc làm cho công chúng quý vị à. Khi một ngôi chùa xây lên, quý vị thấy bao nhiêu người già được ở, quý vị nhìn thấy rõ ràng rồi đó. Những Đức tổ chức bao nhiêu trình từ khiếm thị, lễ hội như dĩ dí Quan Âm đợt này. Trước nhất những Đức chuẩn bị cho quý vị 50.000 chiếc máy niệm Phật này, chắc chắn chỉ có dư không bao giờ thiếu, chắc chắn luôn. Mà những Đức cứ thường động viên hàng Phật tử, cư sĩ, những người trưởng đoàn chân thật dẫn người ta đi tu. Tặng cả đáy lòng của những Đức. Những Đức nói rằng cuộc đời mình năm nay 43 tuổi, những Đức sẽ hết lòng hết dạ chân thật làm việc này. Và những Đức mong những anh em bên cạnh những Đức cũng nên phát tâm nuôi người già. Khi nhân viên của những Đức bây giờ cũng đặc biệt, mỗi một ngôi chùa xây lên sẽ hình thành sắp xếp sẵn hết cho mấy anh em một tổ chức để tiếp tục nuôi người già. Và Thượng nói rằng ngôi chùa này xây lên cũng có 1.000 người được ở trong ngôi chùa. Như 1.000 người già là phần nhiều, trẻ không có bao nhiêu, đa phần già. Nhưng những Đức khuyên quý vị, mình dù lớn tuổi nhưng mình còn đi được, nói được, nghe được, hãy trân quý cái việc để lo cho cái huệ mạng của mình. Đừng đợi đến khi đi không nổi rồi quý vị vào đây làm sao những Đức nhận được đấy. Để lựa ra những người trẻ để chăm lo điều đó khó lắm quý vị à. Dù quý vị 70-80 tuổi nhưng mà quý vị còn khỏe đi tới đi lui đều được, ít gì cũng được 1-2 năm. Quý vị yếu xuống thì cũng có người ta lo tiện hơn. Là những Đức nhận người yếu nằm chỗ. Vì coi số lượng người đông, cực kỳ đông như vậy, mà đa phần người già, mà lo từ A đến Z, lo hết. Lo cuộc sống, lo đồ đạc, lo hết 100% quý vị luôn. Có nhiều người khi người ta nói, ông hồi xưa ông nhờ người ta giúp đỡ ông lên được gì. Những Đức nói cho quý vị nghe, nếu như những Đức không kiên nhẫn, khi những Đức mới xuống với hộ pháp này, mấy năm đó là những Đức không biết đi về đâu à. Chính việc mình làm mình biết. Mình phải cực kỳ kiên nhẫn. Ai đứng ra lo cho các cụ. Hòa Thượng ngày lớn tuổi ngày xây chùa, còn nuôi người là những Đức bản thân phải hết sức cố gắng. Nhờ mấy điểm chùa này mọc lên, các cụ được ở. Nguyên một cái già ngày xưa 1,000+ người, khi đưa qua một ngôi chùa ở chỗ khác, các cụ đâu có ở được đâu. Các cụ cứ lần lượt qua anh đây và mọc thêm bên Đại Tùng Lâm, các cụ mới có chỗ nương tựa. Nên mình là cư sĩ, việc mình không biết gì hết thì mình đừng có xen vào việc của quý thầy, quý sư cô. Không biết đâu. Thật sự mà nói với quý vị, những Đức không có học vị gì hết. Nhưng mà đối với con người và nuôi người già, đó là một tấm lòng 100%. Cực lực nhiệt tình hết mình. Vì mình biết quý vị à, khi mình nuôi con người, mình nuôi người già, sống nay chết mai mình nhìn thấy rõ ràng hết rồi. Không còn cái gì mà mình múa rìu qua mắt thợ chứ. Không có gì mà xạo nữa chứ. Tại vì sao? Mình xạo thì cuộc đời mình sẽ nhận cái quả báo xạo. Mình gạt mình dối người thì mình sẽ chịu cái quả báo đó thôi. Tu hành làm việc cái chúng sanh là phải làm thật.
Việc này không giả được đâu quý vị à. Tự lương tâm mỗi người chúng ta tự biết. Chúng ta ai cũng có cái sai, mà mỗi một người lương tâm mình tự biết. Thật sự vì sẽ nhận thức được. Nên từ nơi đó, những đức có thường khuyên quý Phật tử hoài, và những đức mong rằng mỗi một người chia sẻ Phật pháp cũng nên có cái tâm này. Mình nên khuyên cái người mà mình hướng dẫn người ta. Chuyện của thầy khi lỡ có đụng chạm với ai, tuyệt đối hàng cư sĩ đừng có đụng vô. Chuyện của thầy, nếu mỗi một vị mà đều nhắc người ta như vậy thì hàng cư sĩ nó không có đi tạo nghiệp với nhau đâu. Hàng cư sĩ nó đi tạo nghiệp cái chuyện mà đấu đá với nhau trên mạng, đó là cái tội nghiệp. Đó. Nên mình dạy như Phật, những đức nó hướng dẫn Phật tử suốt không có đụng vô chuyện của những đức. Thí dụ như bản thân mình không có tiếng tâm gì thì không sao, nhưng khi đã có tiếng tâm lên là có thị phi. Có tiếng tâm thì có thị phi. Nhiều người thương cũng có nhiều người ghét. Từ nơi đó tiếng tâm lên sẽ có thị phi. Đã là có thị phi thì nhân quả ai nấy trả. Vì thị phi lời nói mà như gió thổi mây bay, chỉ là lời nói thôi, như gió thổi mây bay thôi. Thí dụ như bây giờ mình làm việc cho Phật pháp, có những người thí dụ như chúng ta là phàm phu mà cũng cảm thấy không vừa lòng. Mày nhóc nhen mày hơn tao hả? Không vừa lòng thì cũng hạ bệ mày một phát cho mày biết. Nhưng thật là thật hả quý vị? Nhiệt tình là nhiệt tình thôi. Ai cũng có góc độ nhận thức, mình cứ duy trì cho thật là đặc biệt cho tốt. Nên á, hết lòng hết dạ nuôi các cụ già, khuyên người niệm Phật, tổ chức chương trình cho người ta tu tập. Để biết Quan Âm đợt này rất nhiều đoàn khắp nơi nơi, chúng ta tập trung về lại Quan Âm Bồ Tát. Quý vị à, cái thời cuộc con người càng nhiều kiếp nạn thì chúng ta càng nhiệt liệt đem Phật pháp giới thiệu. Nên các vị khắp nơi nơi nhớ, cái lượng người về chùa mình rất là đông. Bây giờ nói cái chuyện mà đặt phòng đặt đồ thôi khỏi, quý vị cứ đến chùa đi. Ban tổ chức sẽ cực lực hết mình luôn. Quý thầy quý chú trong chùa cực lực hết mình từ ngày lẫn đêm. Quý vị ơi, ăn nhiều chứ ở bao nhiêu quý vị. Về chùa rộng thênh thang, chỗ nào nằm nghỉ được thì nằm không sao đâu. Bây giờ đặt để khó lắm. Quý thầy quý chú tội nghiệp. Bây giờ thí dụ như bây giờ đi, có những người đặt phòng này kia đồ, có một hai cái phòng mà người ta đến người ta thấy cái phòng trống xong cho người ta ở, người ta trong lòng người ta bực bội lắm. Ta bực bội, ta nói chùa này kia được đó. Thôi chúng ta có 2 ngày 2-3 ngày được ở trong ngôi Dạ Lam cũng quý lắm rồi. Quý vị cứ nhiệt liệt đến, khỏi đặt gì chứ. Còn cái chương trình tu thì những đức đã nói rõ ràng hết rồi. Ví dụ như 17 vị đi, đến đi. Rồi mình tu tập rồi 18, 19 20 thì bị sắp xếp được thì qua hộ pháp. Buổi sáng chương trình tu tập này kia rồi 8 giờ những đức qua chia sẻ Phật pháp bên hộ pháp. 2 ngày 20 ấy, thì tu tập được sống chơi phóng sanh cũng được thực xong là khoảng cho 10 giờ 10 giờ mấy là xong. Rồi chúng ta lên xe chúng ta về, hoặc nghỉ ngơi một chút buổi trưa rồi chiều về cũng được không sao. Đó. Nên á, chương trình tu nó là như vậy thôi. Các vị cứ nhiệt liệt đến. Thật sự mà nói những đức, nói với chính bản thân mình và nhiều anh em bên cạnh như đức nói, như đức sẽ hết lòng cực lực hết mình lấy cái thân giả này để làm một việc gì để ý nghĩa trong cuộc đời. Nhiều người nói rằng thầy thì làm nhiều việc giữ với thầy, giữ gìn sức khỏe thầy ơi. Như đức nói con người mình mà còn khỏe được thì cố gắng đi, đến một ngày nào nó lớn tuổi nó quỵ xuống chúng ta muốn làm cũng được. Như đức mới đợi ngày đó. Nên những đức mong rằng mỗi người đều háo hức lên, háo hức nhiệt liệt hết mình lên để dẫn dắt người ta đi tu. Những đức nói mình mà có điều kiện, một cái vé xe mình thuê cho người ta đi, một chiếc xe mình dám thuê cho người ta đi luôn. Thí dụ như Đồng Nai, thành phố Vũng Tàu đủ này kia, thật sự một chiếc xe không có nhiêu tiền đâu quý vị. Nhiệt tình hết mình dẫn người ta đi. Có nhiều người vậy đó, nhưng mà một cái vé xe khi người ta cũng cạt. Nhiệt tình hết mình làm cái việc mà mình cầm theo được, tạo phước duyên mà mình cầm theo được. Có khi một chuyến đi người ta lại được kết quả lợi ích làm sao. Đến đây những đức lại tặng tượng Phật. Tượng Phật những đức chuẩn bị rất là nhiều. Những đức nói cho quý vị nghe là những đức sẽ nhiệt liệt hết mình tặng tượng Phật cho quý Phật tử và chỉ vị để hướng dẫn ở nhà. Có ngôi Tam Bảo
có thời khóa tu sáng tối cho quý vị. Thời cuộc kiếp nạn gì xảy ra, chúng ta tại gia đình cũng như một cái ngôi chùa nhỏ để mình tu tập, có về mặt tâm linh, có chỗ gỡ gắm về mặt tâm linh. Nên những đức nhiệt tình hết mình làm tượng Phật để tặng cho quý Phật tử. Rồi máy niệm Phật, khi lễ Quan Âm Bồ Tát xong, chúng ta sẽ tặng mọi người một cái món quà chúng có tam bảo. Món quà rất ý nghĩa, một chiếc máy niệm Phật mới nhất, rất đẹp, gửi đến cho quý vị. Gửi đến cho quý vị. Có một cái ngôi chùa ở miền ngoài, người ta cũng tổ chức lễ viếng Quan Âm Bồ Tát, mà nghe nói cũng xin những đức số máy, mà những đức nói về chùa chưa tổ chức, chưa tặng gì hết chứ, mà giờ mình xin máy cũng hơi khó xử. Thêm cái nữa là gì, chưa hỏi mà hứa với Phật tử điều này kẹt. Nên chúng ta rút kinh nghiệm, cái gì chúng ta nắm trong tầm tay cho chắc. Nếu như mình chưa nắm chắc trong tầm tay, mình khó ấy, lỡ cái gì mắc lửa kỳ. Trong lòng những đức cũng lưỡng lự suy nghĩ, cũng thấy tội nghiệp. Nhưng mà chúng ta rút kinh nghiệm, cái gì mình phải nắm trong tầm tay cho chắc. Chứ ngoài ra mình chưa gì hết, mình đi hứa kỳ lắm. Tại vì một tổ chức mình ở đây tổ chức, những đứa không biết cái số lượng con người làm sao, đông thiệt là đông hay là nó ít gì những đứa cũng biết. Nhưng mà chùa mình tổ chức hồi đó giờ chương trình gì, càng ngày nó càng đông thêm. Bây giờ vì có người ta về chùa mình thấy rất là vui, nhiệt liệt hết mình chân thật để hướng dẫn người ta. Rồi người ta vui nữa. Quý vị biết rằng kỳ này á nghe, nội mà ca sĩ mà 2 ngày, tại vì chùa mình tới 1 ngày 4 chương trình đó quý vị. Nên nó có một cái chương trình lúc 8:30 buổi sáng, nhà đứa chia sẻ bọc pháp xong là có ca sĩ hát. Tại khắp nơi nơi người ta về mà, người ta được tu tập, người ta được nghe pháp, người ta được niệm Phật, lễ Phật luôn. Nhà đứa đã tổ chức chương trình cho người ta tu sát luôn rồi. Thì có thêm một cái buổi sáng đó, khi nhà đứa chia sẻ bọc pháp xong là có các anh chị ca sĩ đến hát. Mà lần này 20 ca sĩ, là bữa 18 sáng đó 10 ca sĩ. Nhiều ca sĩ mới lắm quý vị. Ca sĩ mới, những ca sĩ nổi tiếng. Rồi bữa sau 19 cũng 8:30 cũng có 10 ca sĩ, là 20 ca sĩ. Thì có chùa mình quy tụ cũng đặc biệt thiệt. Một chương trình mà cái lượng ca sĩ quá đông, thì quý vị biết rằng nó chỉ thêm chương trình cái buổi sáng 8:30 thôi, còn 3 chương trình kia là hoàn toàn thời khóa tu của chùa mình hết. Nên những đức kết hợp chương trình này để cho những người bà con miền quê ở xa khắp nơi nơi, người ta về chùa người ta được nghe pháp, được tu tập, mà người ta được nghe ca sĩ hát luôn đó, được nghe ca sĩ hát luôn. Nên có những người Phật tử cũng xin hát, những đức nói thôi vậy, ca sĩ để cho ca sĩ hát hết đi. Mình thôi nghe pháp mình tu, mình nghe pháp mình tu đi quý vị. Còn ca sĩ thôi để trong chuyên môn ca sĩ. Thí dụ như ngày xưa khiếm thị đi, không có ca sĩ, thì nhà đức cho mấy anh chị khiếm thị hát. Nhưng mà sau này có ca sĩ như để cho toàn ca sĩ hát đi. Tại vì người ta chuyên môn cho người ta hát chuyên môn đi. Cái đó là mình làm gì đó quý vị. Nên một cái chương trình lễ viếng Quan Âm thôi, mà nhà đức tổ chức rất cái đặc biệt cho quý vị. Nào là tượng Phật tặng, nào là máy niệm Phật tặng, nào là ca sĩ hát, kết hợp tu tập đủ hết luôn. Một chương trình quý vị đi nó thật sự cực kỳ là tuyệt vời, nó quá đầy đủ luôn. Còn máy chiếu chuẩn bị cho quý vị 10+ máy chiếu, nghĩa là một chương trình vô cùng hoành tráng, vô cùng lớn. Một chương trình Phật giáo mà nói là thật sự nhiệt liệt hết mình để mà cho chúng sanh được có cơ hội tu tập nghe pháp, rồi được nghe ca sĩ truyền tải những bài hát về Phật pháp, về nhân quả. Đó. Nên nhà chùa chuẩn bị thật sự là nhiệt liệt luôn, không có nói là cái việc mà chúng ta mà nói là đi quyên góp, đi xin tiền bạc gì của ai, mà nhiệt tình hết mình, có được điều kiện làm lo cho Phật tử. Mình chỉ cần có cái tâm nhiệt tình như vậy, người ta cũng không bỏ mình, quý vị. Rồi xây đạo tràng 4 và thượng xây, thì những đức nhiệt tình, những đức kiếm tiền đưa cho Hòa Thượng để xây dựng. Mong rằng nhân viên đặc biệt
mọc lên một đầu tràng bố, để có gần 1.000 người lớn tuổi, người già sức ở trong chùa nương thân trong ngôi tam bảo, niệm Phật cuối đời, niệm Phật giảng sanh. Đây là cái việc mà cái tâm tư những đức rất cực lực và nhiệt tình hết mình phát tâm làm việc này. Những đức cũng nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử khắp nơi nghe được những cái tâm tư này, quý vị cũng hết lòng hết dạ chung tay vì thấy thầy làm rõ ràng, vì xây chùa lên thầy nuôi người già thiệt 100%, chính mình đến tu tập từ lễ cho đến dịp Tết hay là những thời khóa khổng tu đều thấy người già trong chùa rất đông, nuôi cực lực, nuôi nhiệt tình, nuôi không có cái chuyện nhận người nào mà nói là bao nhiêu tiền gì hết. Còn chuyện ai cúng dường là để lo cho toàn thể chúng, dư tiền ra làm chương trình này chương trình kia, khiêm thị đủ chuyện hết. Đây là xác thực 100%, quý vị nhìn thấy. Nguyện tam bảo gia hộ cho quý vị gây dựng tín nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.